Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của kênh Hoàng Vũ Center. Hôm nay là mình làm một cái video khá là đặc biệt nha mọi người. Là video này của anh Thuận. A MacBook Pro này là 15 2016-17 A1707 này. Cái này thì nó vừa bị hai trường hợp luôn nha anh Thuận. Theo anh mô tả rung giật thì xử lý không được. Cái đó rung giật phải tách ra thay cấp tín hiệu. Còn cái trường hợp của anh là nghiêng dày 45 độ nó lên nè. Còn đưa bật lên dày nó không lên nè. Đây gọi là cáp cao áp. Có nghĩa dòng này nó sản xuất cái cổng cáp cao áp á, nó hơi ngắn. Thì theo thời gian gập lên gập xuống á, thì nó bị thì cái này là quy trình á, thay cáp. Thì em không có tách LCD ra đâu. À, chỉ thay cáp tín hiệu thôi. Còn thay cáp cao áp thôi. Còn cáp tín hiệu á, khi anh làm anh phải tách LCD ra. Thì cáp tín hiệu anh làm á, thì nó sẽ rủi ro 1% là nó sẽ bể màn hình. À, đó rủi ro. Còn cáp cao áp thì không có rủi ro đó. Nhưng mà cáp cao áp này ở tình trạng này á, thì tỷ lệ thành công trên 90% thôi nha, không có 100%. Chỉ làm thành công thì mới tính tiền, còn không thành công là không tính tiền. Dạ dạ. Thời gian xử lý thì em cố gắng xử lý trong chiều nay, nếu chiều kịp á thì em gọi điện anh qua lấy luôn. À, còn nếu mà trường hợp mà không kịp thì em hẹn anh qua ngày mai lấy. Cái quy trình đã xử lý thông thường 2 tiếng đến 4 tiếng rồi. À ok. Nè, anh Dân nhìn nè, thấy cái nó hết pin đúng không? Thấy nó biểu tượng nó lên đâu. À, em chỉ xử lý cấp cao áp thôi nha, còn cấp tín hiệu là xử lý không được. Ok, bây giờ em sẽ làm biên nhận lại. Cái này còn quan trọng không ta? Em lột chỗ này để em... Với lại báo mình cái pin á, pin kiểm tra này nó báo mà... À, để em làm lên cái kia đã, rồi em vô trong báo coi thử nó pin nó báo siêu vịt như thế nào. Rồi phần đó báo giá làm sao. À, pin thì thay thì cũng có giá niêm yết trên website á. Cái này quan trọng không ta? Không. Em lột này xíu nha. Em lột. Xài cũng lâu rồi. À, cái này cũng không quen cả. Nhưng mà dán cái này nó cũng có ảnh hưởng tới nhiệt độ đó. À. Sáng mình có ghé cái tiệm mà bên kia người ta không có không chuyên. À, ta nói làm mà không chuyên làm không được đâu không? À, ở đâu vậy ta? Mình làm ở quận 2 á, mình à chắc là mấy chỗ không chuyên. Dạ. Yeah. Cái này của anh là đúng là em dự đoán A1707 nè, em lục cái này ra sorry nè nha Minh Hằng. À, giờ em sẽ viết biên nhận lại cho anh Thuận nha. Phụ kiện là không nha anh. Tình trạng máy là em nhận là chuẩn đoán á. Chuẩn đoán là cáp cao áp ha. À, em sẽ kiểm tra tổng quát nhanh. Test các chức năng báo sau nha. Okay. Test các chức năng. Nào mình cần xử lý, ok xử lý mình xử lý. Dạ, báo sau. Rồi cái thứ hai là em kiểm tra pin. Kiểm tra pin. Và cái này là tỷ lệ thành công là 90% nha. Thành công 90%, ok. Em ký tên, họ tên. Rồi, anh Thuận ký tên, ghi họ tên. Có password thì chờ ghi chỗ này cho em. Cần thiết để em zoom test pin đó. Ok, cái máy cũng xài mà xài lâu lắm rồi, mấy năm trời rồi. 27 tới giờ thì cũng khá năm. Dạ, nó bị hơi lắm. Dạ, rồi ký tên anh giúp em màn hình. Rồi, chờ thông tin tốt từ Hoàng Vũ Center nha. Rồi, okay. Mọi người nhìn xem ha. À, cái màn hình này là khách. Này có thay rồi nha mọi người. Này là thay màn hình zin chính hãng rồi nè. Bây giờ nó bị cáp cao áp. À, bây giờ mình sẽ thay sang đưa dẫn vụ cái cổng cáp á sao. Cáp chuẩn bị thay. À, cắt luôn hả? Cái cổng cáp mà còn cổng cáp mới. Còn cổng cáp cuối cùng nha mọi người. Ok, này camera sáng ha. À, bây giờ mình sẽ hàng, mọi người sẽ xem được cái quy trình. Mình sẽ thay cái cáp cao áp cho MacBook Pro 15 inch 2016-17
này là A1707 nha mọi người, 1707 nè, rồi 1990, 1706, 1708, nói chung này gọi là thay cáp cao áp của MacBook Pro. Ok mọi người xem quy trình ha, rất là chuyên nghiệp. Thì giải pháp là thay cáp này có hai loại để mình thay, một là các bạn thay ở ngoài, hai là các bạn bóc cái này ra luôn, bóc cái thanh logo này ra hoặc bóc LCD ra mình hàn ở trong luôn. Thì tùy theo trường hợp mình chọn phương án nào, với lại tùy theo khách hàng nữa. Một số khách hàng thì sợ rủi ro khi bóc màn hình thì mình chọn phương pháp này. Một số trường hợp khi mà máy mà bị khi tách thay cáp tín hiệu mà mình muốn thay cáp cao áp thì mình làm ở trong luôn. Đó, thì các bạn xem nhiều video mình tách cái màn hình này ra rất là nhiều rồi ha. Tách ra để mình thay cáp tín hiệu đó. Thì video này thì mình sẽ không có tách cái LCD ra nha mọi người. Mình để về mình thay bên ngoài luôn, mình thấy nó đứt ngay cái góc. Nên mình sẽ chọn giải pháp thay bên ngoài. Mời mọi người xem video nha. Hello mọi người, xong rồi nè. Đây nha mọi người, anh thùng máy này của anh thùng xong rồi. Mọi người xem ha, màn hình lên rồi nè ha. Gập lên gập xuống gì cũng vậy hết, cũng ok hết. Đây thấy không? Tức là mình xử lý cáp cao áp xong rồi nè. Đó, cái máy của ảnh là ngồi ra mình có kiểm tra cho ảnh luôn rồi. Thì máy này pin bắt sư vịt nha mọi người. Pin này sạc gần 1.000 lần rồi, còn khoảng 4.000 thì mình cũng tư vấn ảnh thay pin rồi. Nhưng anh Thuận nói ok, để từ từ thay vào lần sau, đầu tư từ từ thôi chứ không đầu tư một lần. Tức là anh Thuận này thì hoàn thành rồi nha mọi người, có thể ảnh gọi điện mình giao tận nơi cho ảnh á. Ok, xong cái quy trình, xong cái video là thay cáp cao áp MacBook Pro 15 inch 2016-17 cho anh Thuận. Máy này ảnh còn hai vấn đề nữa nè. Ảnh nói chạy nóng khoảng 5-6 tiếng, 6-7 tiếng gì nó sẽ rung rung màn hình, nhưng anh nói không cần thiết, chỉ xử lý cáp cao áp thôi, cái đó liên quan tới cáp tín hiệu. Và pin thì anh nói từ từ anh sẽ thay vào lần sau. Hoàn thành video nha mọi người nha.